Chỉ thương hai đứa em, thương mẹ già bằng với hai đứa em. Mẹ tôi chưa có chồng. Ai hốt đi mà. Ủa Sơn này, tập trung làm đi, sếp sắp đến kiểm tra rồi đấy. Bây giờ tôi bả lại một số chỗ cho nó đều là xong thôi. Sơn Sơn, sếp đến đấy. Sếp lên á, chắc chắn chỉ khen thằng này. Thôi, tôi bả nốt cái bức tường bên cạnh này nó, cho nó đều là xong. Sếp lên, sếp chỉ có trách ông thôi. Dạ, em xin lỗi sếp, để em chùi ạ. À? Không phải chùi, tóc dính sơn rồi thì chùi kiểu gì? Rồi, tóc tôi thì lại đang cùng một tông màu. Thế này đã cùng một tông màu chưa sếp? Ai hốt đi mà. Em sơn toàn bộ đầu bác về màu trắng này, bác thấy ạ? À? Có đẹp không ạ? Mà đấy nhá, do bác nhá, cứ thích cùng một tông màu. Nên là em sơn khuyến mãi thêm hai đôi lông mày này nó cũng về màu trắng luôn. Các bác thấy là đẹp chưa ạ? Không nói nhiều, đi theo tôi. Bác ơi, ôi bác ơi, tôi. Ôi bác ơi, em xin bác, chuyện nhỏ như thế bác lôi em lên công an làm gì? Hay, ai bảo chú là tôi đưa chú đi công an? Thế bác lôi em đi đâu? Đi sửa tóc để đền lại cho tôi này. À, đến từ đây này, ba mươi size, à, cơ sở này là mới khai trương đấy, chắc cũng nhiều ưu đãi lắm. Đi. Ở đây. Ôi ơi, bác ơi, bác ơi. Em thấy chỗ sang trọng này thì làm sao mà em đủ tiền được ạ? Thú thật với bác là trong túi em còn mỗi 250.000 thôi. 250.000 này á, là đủ cả phần của tôi lẫn cả của chú đấy. Mà chú đã trải nghiệm cắt tóc của 30 size bao giờ chưa? Em chưa ạ. Đi, tôi chú có trải nghiệm Ôi, luôn. Thôi bác ơi, em sợ lắm bác ạ. Thiếu đâu tôi bù, được chưa? Bác bù. Tôi bù. Này. Dạ. Đi cứ khúm na khúm núm đấy nhở, mạnh mẽ lên, mạnh mẽ, mạnh mẽ lên, đi đi đấy xem nào. Dạ em chào các anh ạ. Mạnh mẽ lên. À, cho bọn tớ cắt tóc đi. Dạ các anh đã đặt lịch trước chưa ạ? Lịch là cái gì? Ai hốt đi mà. Em mời anh vào ghế ngồi ạ, em sẽ tư vấn cho mình ạ. Ai dài con táo này. Ai bỏ xuống. Em mời anh mời nước nhá. Tôi xin chén nữa. Dạ vâng ạ. Mời nước đi anh. Nữa đi. Dạ vâng. Anh mời đi ạ. Thôi, hết khát rồi. Anh ơi, em mời anh quét mã này nhá, để mình lựa chọn được dịch vụ mình mong muốn một cách thoải mái nhất ạ. Nếu như mà anh cần em hỗ trợ thì cứ bảo với em nha, em sẽ hỗ trợ thao tác cho mình ạ. Thế bạn hỗ trợ giúp mình đi. Dạ, thế anh cho em mượn điện thoại, em quét mã giúp anh nhá. À đây, điện thoại của tớ đây. Anh ơi, điện thoại anh không quét được mã, thế thì em tư vấn dịch vụ cho anh luôn nha. Thế trả điện thoại đây. Bác Mạnh này đâu nhỉ? Chú Sơn, chú làm gì đấy? Em về xin lỗi bác, nó đến cơn hắc gì đánh đừng mồm được. Dạ anh ơi, em mời anh nằm lên ghế ạ. Nằm lên ghế à? Ê! Ai hốt đi mà! Chuyện nằm đây! Anh ơi, em mời anh nằm ghế bên này ạ. Thôi, tớ với cả anh Mạnh này quen nhau mà.
Cứ để bọn tớ nằm chung ghế cho nó tình cảm. Anh ơi. À? Em mời anh nằm ghế bên này ạ. Trang ghế này à? Ôi bác ơi, trải nghiệm bao nhiêu dịch vụ trướng tê cả người. Thế mà hết có mỗi 120.000 thẳng thế à? Ừ, tôi nói rồi chú chẳng chịu tin nhỉ. Chú thử thanh toán đi. Cho anh thanh toán 240 hai người này. Dạ, em xin ạ. Anh ơi, nhân dịp khai trương bên em ý, combo 10 bước 120.000, bây giờ chỉ còn 50.000 thôi. Em gửi anh lại 150.000 nhá. Dạ, Sơn, Mạnh. Thế hai chú cũng đến đây cắt tóc à? Dạ vâng ạ. Chú Mạnh thì chắc là quen rồi. Thế còn chú Sơn là chắc là lần đầu đúng không? Vâng ạ. Từ sau muốn đi cắt tóc cứ lên app 30 size đặt lịch, đến là cứ việc cắt thôi, không phải chờ đợi gì cả nhá. Ủa thế hả bác? Khối văn phòng tự anh ấy, toàn cắt tóc ở đây thôi, nhẵn mặt rồi. Mà anh trải nghiệm dịch vụ thì tốt, giá thì hợp lý. Thôi các chú đi về đi để anh về. Vâng, thế tụi em về trước đây. Thôi anh xin chú đây. Bác cứ kệ em đi, đang hứng. Cho hai combo 10 bước tiếp đi.